Chương trình giờ dạy ảo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, gia đình của anh Thái Phụ Trách xin trân trọng kính chào quý khán giả và tái ngộ ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Ôi, xin kính chào ông Thái và xin kính chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, trong nhiều chương trình trước đây, trước khi mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa vì bận việc tạm ngưng đến với quý khán giả của người Việt TV một thời gian khá dài, thì ông Nghĩa đã nhiều lần trình bày về những món nợ của Trung Quốc, cũng như những khó khăn thực sự mà Trung Quốc phải đối đầu khi phải chuyển hướng kinh tế sau 30 năm mà được mô tả là tăng trưởng cao. Hôm nay chúng tôi nêu ra một câu hỏi với ông Nguyễn Xuân Nghĩa là những khó khăn mà theo ông đó, giới lãnh đạo Bắc Kinh đang gặp phải là gì? Tôi nghĩ rằng là thưa quý khán giả, đó là cái chiến lược phát triển của Trung Quốc, Bắc Kinh đó là dựa trên một cái sức đầu tư rất cao, cao nhất đó, trên thế giới đó, và được tài trợ bằng tín dụng cực rẻ hoặc là trưng thu của số tiết kiệm, cái mức tiết kiệm rất dày của người dân. Và cái lãnh đạo xứ này đó là họ không coi cái việc tiêu thụ nội địa là cần, họ còn dẹp dẹp chấn áp cái tiêu thụ nội địa, tức là người dân không có được hưởng thành quả của họ. Rồi cuối cùng sau là kinh tế tăng trưởng cao và bao nhiêu phương tiện đó thì là trút vào trong tay nhà nước để nhà nước có thể đi làm những chuyện này chuyện kia. Nhưng mà cái sự vận hành đó đó là sau 30 năm, từ 1979 cho đến 2009 đó, nó đã hết có tác dụng và nó lại gây ra nhiều hậu quả. Thành ra từ nhiều năm nay lãnh đạo của Bắc Kinh đã biết rằng là phải sửa, phải chuyển hướng, mà họ đã cố gắng mà làm không được. Và sau cái đại hội đảng thứ 18 vào tháng 12 và cuối năm tháng 12 năm 2012 đó đó thì họ đã cũng thay đổi, mà họ thay đổi vẫn chưa xong. Và vì vậy đó đó nó lại còn có thêm cái một nạn tổng suy trầm đó đó, họ lại còn kích thích, họ còn bơm tiền nhiều hơn nữa. Vì vậy tôi có nói đến một cái ý niệm mà nghe nó hơi lạ, có khi hôm nay chúng ta sẽ nói lại, là tức là Trung Quốc đi vào cái thời gọi là Minsky, đi vào cái thời mà tôi gọi là sắp sửa đi đến điểm lật, tức là cái thời mà trước khi có khủng hoảng về tài chính. Về mặt thuật ngữ chính trị thì Minsky nghĩa là gì ạ? Tên đó là có tên một ông kinh tế gia người Mỹ, ông cũng mất rồi, tên ông Hyman Minsky, thì ông có nghiên cứu, ông làm chuyên gia nghiên cứu về các cái vụ khủng hoảng tài chính trên thế giới, thì ông có nghiệm thế như này, đó là thông thường đó là người ta vay tiền để đầu tư. Thế mà khi mà ta vay tiền mà được rẻ đó đó, mà dễ đó đó, những cái điều kiện nó có thoải mái đó đó, mà họ đã đầu tư vào những cái dự án có giá trị kinh tế rồi đó đó, mà vẫn còn dư tiền đó đó, thì họ bắt đầu họ nghĩ đến cái chuyện đầu cơ. Đầu cơ tức là đầu tư để kiếm lời thật lớn thật nhanh, nhưng mà với rủi ro còn cao hơn nữa. Chứ đầu cơ nó không có cái ý nghĩa gọi là về đạo lý giống như là chúng ta thường suy nghĩ thông thường. Nhưng mà đến khi mà đầu cơ rồi đó đó, mà vẫn còn quá nhiều tiền đó đó, mà nằm ở ngoài hệ thống ngân hàng đó đó, thì người ta bắt đầu đó, người ta lạm dụng. Tôi lấy cái thí dụ dễ hiểu đó, đó là như cách đấy lâu chúng ta đã nhìn thấy trong cái hệ thống ngân hàng của tại Việt Nam, nếu mà vay tiền cái giá cao quá, người dân vay không được, thì trừ phi ra là phải quen biết với cái hệ thống quốc doanh, thì họ vay tiền của ngân hàng với cái giá rẻ, họ lại cho vay lại với cái giá cao hơn. Và từ đó nó nghĩ đến cái chuyện lường gạt và nó xây ra một cái gọi là cái tháp ảo, tức là cái hiện tượng gọi là pyramid, cái gọi là Ponzi scheme, tức là lừa người ta. Là tôi nói rằng là tôi vừa mới có một cái dự án, tôi tìm những cái mỏ vàng nơi này nơi kia đó, đó là có lời lớn lắm. Thế thì tôi vay tiền anh Thái, xong rồi tôi trả tiền lời rất lớn đàng hoàng, thì anh Thái cho vay thêm, sau đó anh Thái lại mách người khác, thì người khác đó lại cho vay thêm tiếp. Như vậy tôi lấy cái tiền của cái người tôi vay trước, tôi trả cho người vay sau, thì cái đó người ta gọi là cái tháp. Thì cái đó là cái hiện tượng nó đã xảy ra cho Trung Quốc. Và căn cứ trên những cái điều đã xảy ra nhiều quốc gia khác, kể cả nước Mỹ trong năm 2007, thì nhiều nhà kinh tế, đặc biệt là của một cái ông ở trong chỗ Pimco, thì ông nói rằng là Trung Quốc cũng bắt đầu đi đến cái điểm Minsky đó. Tại vì sao họ gọi là khi mà đi đến cái điểm mà tức là lạm dụng và tín dụng ngoài hệ thống ngân hàng thừa mứa ra đó, là nó đưa đến chuyện đó là sẽ sụp đổ. Và cái đó thì người ta gọi là nó là điểm Minsky, chúng tôi gọi nó là điểm lật. Thì trước bây giờ thì giới quan sát tình hình Trung Quốc đều đưa ra một cái nhận định là họ nhìn nhận cái tập đoàn lãnh đạo hiện nay tại Bắc Kinh đó là bao gồm nhiều khuôn mặt mà cái mức độ am hiểu tình hình kinh tế của họ cũng phải nói là không tới mức độ tệ, nếu không muốn nói ngược lại là họ cũng hiểu cái vận hành của kinh tế thế giới, vận hành kinh tế Trung Quốc khác hẳn với cái trình độ của giới lãnh đạo Hà Nội. Nhưng mà với cái ông vừa mới trình bày như vậy đó,
thì liệu tất cả những cái diễn biến này mà không có lợi cho tình hình kinh tế của Hoa Lục đó, thì giới lãnh đạo Bắc Kinh sẽ xoay chuyển thế nào? Tôi nghĩ rằng là họ có thấy. Và cái này trong một cái bài, hình như là trong cái chuyên đề trên tờ Người Việt và về kinh tế cũng là chính trị, tôi có nhắc đến tên một cái người mà làm kinh tế trưởng. Lúc mà tôi có viết sai trên đó là kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thực sự ông ta là kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới. Tức là một cái định chế rất là quan trọng. Ông ta là người Đài Loan, xong người vượt tuyến đi theo Hoa Lục, đi vào là Đảng Cộng sản, tốt nghiệp ở bên Mỹ. Và ngoài những nhân vật như vậy đó, còn nhiều người khác đều là những cái người mà học Harvard, học Stanford ở bên Mỹ, hoặc là làm cho Ngân hàng Mỹ rồi về đó đang làm việc cho Trung Quốc. Hiện đang làm việc tại Trung Quốc. Đều là những nhân vật mà họ giỏi lắm. Thì không phải nào mình nói rằng là họ không biết được. Thế nhưng mà họ kẹt ở một cái tình trạng đó là cái hệ thống chính trị nó vận hành như thế nào đó, khiến cho lãnh đạo ở trên đó cứ phải đi lao theo cái chuyện đó. Thì tôi lấy một cái thí dụ như là cả thế giới lúc đó là nhìn thấy, cứ nói rằng là năm 2008 khi cái vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ với lại hãng Lehman Brothers sụp đổ, rồi một lô mấy cái tổ hợp tài chính khác của Mỹ đó, thì người ta cứ nói là nước Mỹ là tan nát. Mà người ta không để ý lúc đó là Trung Quốc cũng sợ, là tại vì họ đầu tư rất nhiều để sản xuất rất mạnh, mà sản xuất ra bán không được, sản xuất ra không có phẩm chất và chất đống ở đấy, thì phải tìm đủ mọi cách xuất cảng. Thế thì đến khi mà kinh tế của Hoa Kỳ và của Âu Châu đã bị suy sụp năm 2008, chưa kể là của Nhật cũng bị, là còn bị trước đó nữa, thành ra là họ đã bơm tiền ráo riết ra. Thì từ năm 2008 cho đến 2013 vừa rồi đó, là cái lượng tín dụng tiền mà cho vay ở tại Trung Quốc đó, nó tăng gấp đôi. Và hiện nay đó là tổng số nợ của khu vực nhà nước, tức là của chính quyền là một, của các cái công ty quốc doanh là hai, và của các cái chính quyền địa phương lập ra những cái cơ sở đầu tư đó, đó mà cũng đi vay vào trong cái hệ thống của ngân hàng của nhà nước đó, tổng số nợ đó, lẫn với nợ của tư doanh, tư nhân và doanh nghiệp của tư nhân loại nhỏ đó, đó nó đã tăng 100%. Tức là nó lên đến cái con số kinh khủng đó, đó là gấp 4 lần tổng sản lượng của Trung Quốc. Tức là tổng sản lượng Trung Quốc người ta tính cỡ chừng 9.000 tỷ đô la, thì bây giờ nó đã là 47.500 tỷ đô la. Thế nếu mà 1/4 của cái khoản nợ đó là những khoản nợ xấu, là tại vì đi cho vay bừa phứa, cho vào những cái dự án gọi là ảo, hoặc là những cái dự án mà nó có cái tính chất lường gạt đó, mà nó sụp chỉ cần 1/4 không thôi đó, đó thì họ cũng mất hơn 9.000 tỷ đô la. Thành ra thế giới bên ngoài, kể cả truyền thông Mỹ đó, đó, những cái truyền thông vô tâm là cứ nói đến Trung Quốc đang có một cái dự trữ ngoại tệ là 4.000 tỷ đô la. Thành ra họ có thể họ làm vương làm tướng, họ bắt nạt nó khác chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà họ sập, mà họ bị mất 9.000 tỷ đô la đó, đó, thì tức là gấp đôi, cái hơn gấp đôi cái số dự trữ ngoại tệ của họ. Và đó là cái vấn đề mà họ thấy rằng là họ phải cố gắng họ chuyển hướng, mà chuyển hướng không được. Như vậy thì phải chăng cái hệ thống chính trị hiện nay là do Đảng Cộng sản cầm quyền đó, nó ghi tất cả một cái phát triển xã hội theo một cái hướng mà chúng ta hay gọi là cái thị trường tự do như là từ nước Mỹ? Tôi nghĩ rằng là họ áp dụng quy luật tự do trong một số lĩnh vực, và họ có giải tỏa, tức là từ năm 79 cho người dân được làm ăn nó dễ thở hơn. Nhưng mà sau đó, đó từ năm 1989 khi xảy ra cái vụ khủng hoảng Thiên An Môn đó, đó, họ không dám xả thêm ra nữa, và họ muốn là phải tập trung quyền lực và chính trị. Và khi mà quyền lực chính trị mà có mà lại đi theo cái hệ thống kinh tế đó, đó, thì tất cả các cái tập đoàn kinh tế của nhà nước mới là quan trọng. Mà những cái người mà lên mà làm CEO, làm tổng quản trị hay là chủ tịch hội đồng quản trị mấy cái công ty đó là đều cất nhắc từ trong, từ cái gọi là ban tổ chức trung ương, và đều là những người trung ương ủy viên, và họ ủng hộ những cái người thần thế ở trên, và họ nuôi con đàn em ở dưới, và họ thành một cái hệ thống chính trị rất là quan trọng. Thế thì khi mà nó xảy ra những việc này đó, thì giới lãnh đạo về kinh tế của Trung Quốc đều có nói rằng là mình có thể chấp nhận một cái đà tăng trưởng thấp hơn cái 7,5%, có thể xuống đến 5%, hoặc là đến thậm chí 3% cũng được, để mà còn chuyển hướng. Tức là cái mà tôi cứ nói rằng là nền kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế đi xe đạp, không đạp thì đổ. Nhưng bây giờ họ bảo rằng là đạp chậm hơn thì để vào cua, chứ nếu mà vào cua mà nhanh quá đó thì lật, thì đó là cái lý do đó. Nhưng mà
cái điều nguy hiểm đó là cái ưu thế chính trị của cái hệ thống kinh tế hiện nay nó khiến cho những cái người lãnh đạo đó đó trì hoãn cái việc chuyển hướng đó từ đã lâu, và trong khi trì hoãn đó là vẫn tiếp tục bơm tiền vào. Thành ra họ càng trì hoãn mà là càng bơm tiền thì họ càng đưa đến một cái tình trạng khủng hoảng nó còn nặng hơn các cái xứ khác. Nhiều quốc gia khác đều có thể đã từng vay tiền. Thí dụ như là Nhật Bản, hồi nãy tôi nói đến 420 thì Nhật Bản đó là mang nợ đến 650%, nhưng mà họ nâng nợ người dân của họ. Và người dân của họ đó đã chấp nhận cái chế độ dân chủ đó, và họ cũng chấp nhận rằng là trong 20 năm vừa rồi họ thắt lưng buộc bụng, họ chịu một cái mức tăng trưởng rất thấp nhưng mà không có nổi loạn. Cái trường hợp của Trung Quốc thì nó khác. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc mà hiện tại đó, nó đang có một cái trận đánh, chúng ta để ý đến Đông Hải và chúng ta không nhìn thấy rằng là trong cái hệ thống chính trị của Trung Quốc nó đang có một trận đánh trong nội bộ các đảng viên với nhau là vì cái việc chuyển hướng hay không. Có phải vì cái chuyện mà nội bộ đấm đá nhau như vậy cho nên giới lãnh đạo Bắc Kinh mới muốn chuyển hướng dư luận, chia một mũi rồi vào một cái mà họ gọi là kẻ thù gây bất ổn, đó là tình hình Đông Hải, tức là Biển Đông đó, tôi nghĩ liên quan đến Việt Nam. Cái đó tôi cho rằng là nó là một trong cái lý do mà không phải là vì cái chuyện của Việt Nam mà mình tìm cách mình giải thích như vậy. Thực tế nó là những ngày này là nếu mà khi phải chuyển hướng qua khỏi cái tình trạng gần như độc quyền của một số những cái tập đoàn kinh tế nhà nước và những cái công ty gọi là thâm dụng nhân công, tức là dùng rất nhiều nhân công để sản xuất ra một sản phẩm đó, cái nhược điểm của họ là ở cái chỗ đó. Nhưng mà vì cái thế lực chính trị của họ, thành ra họ vẫn tiếp tục thu hút tiền để đi vào trong đó. Nếu mà bây giờ đó là giải quyết cái tình trạng khủng hoảng tài chính, tức là cải tổ lại cái hệ thống tài chính đó và tái cơ cấu lại cái hệ thống kinh tế đó, thì những cái thành phần ưu tú, đảng viên cao cấp đang nắm cái hệ thống kinh tế quốc doanh của họ đó, và con em thì là đi học ở ngoại quốc hết chẳng hạn, thành phần đó đó là họ sẽ bị thiệt thòi, và vì vậy đó là họ sẽ chống. Và khi mà họ chống đó thì họ cũng đưa lên cái chủ nghĩa rằng là nếu mà bây giờ mở cửa ra cho người dân được thở hơn thì cái đó cũng chấp nhận được, mở cửa ra để cho ngoại quốc đi vào cạnh tranh nhiều hơn thì tức là chúng ta lại đi theo tư bản chủ nghĩa, thì họ lại đề cao cái tinh thần ái quốc, tinh thần gọi là quốc gia dân tộc, chống tư bản, chống này chống kia, mà thực sự để bảo vệ quyền lực của họ. Và hiện tại thì tôi nghĩ rằng là Tập Cận Bình đang gặp cái chuyện đó, thành ra ông không thể nào mà ông làm một cái việc cải cách rốt ráo như là cái nghị quyết 3 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11 năm ngoái đã đề ra, mà ông phải làm một cách tiệm tiến, tức là ông phải tập trung quyền lực vào trong tay và phải thanh toán được cái hệ thống đảng viên cao cấp, và kể cả trong Trung ương Đảng đó đang cầm đầu mấy cái công ty quốc doanh đó. Và cái đó đó thì tôi mới nghĩ rằng là nó là một cái trận đánh ở bên trong. Và vì vậy đó đó, chúng ta nhìn thấy rằng là ông thanh toán tham nhũng ở chỗ này chỗ kia mà để gạt bê cánh, nhưng mà để tập trung quyền lực lại trong tay để giải quyết cái vấn đề ưu tiên của họ là cái vụ chuyển hướng kinh tế. Nếu không có đó là đi vào điểm lật thì cái chuyện Đông Hải đó là nó chỉ là chuyện trời đất thôi. Nói một cách tóm lại, Đông Hải là diện mà tình hình nội bộ là điểm. Tôi nghĩ rằng là tình hình nội bộ nó là điểm, và càng nhìn thấy bên ngoài đó càng nói cái chuyện gọi là Biển Đông dậy sóng cái thứ đó như vậy đó thì nó càng làm cho người ta không nhìn thấy cái chuyện bên trong. Và cái này tôi nghĩ rằng là có lẽ kết luận để mình giải ảo đó là trong khi giới đầu tư tài chính, những cái điều tôi nói đó là không phải là trong báo chí hàng ngày mà là toàn là trong cái giới đầu tư mà gọi là giới đại tài phiệt, họ ngồi họ phân tách, họ dỉ tai nhau về cái chuyện đó. Thì truyền thông chúng ta đều nói đến cái sức mạnh của Trung Quốc các thứ, thì tôi nghĩ rằng là cái đó có một lần tôi nói là nước Mỹ nó ác thật, tức là người Mỹ đó làm cho Bắc Kinh tưởng rằng là mình mạnh thật đến nỗi mà nước Mỹ sợ báo động lẫn nhau, đặng để trong nội bộ của Hoa Kỳ đó thì người ta muốn phải gia tăng ngân sách quốc phòng. Thí dụ như vậy, bên cánh diều hâu, cánh bảo thủ. Mà ngược lại đó thì những cánh khác bảo là cho Bắc Kinh đó là uống nước đường, tưởng mình là khỏe, tiếp tục là... Tại vì uy hiếp được cả thế giới mà. Thành ra tiếp tục đi lao vào trong chuyện đó. Và khi đó thì càng dễ rơi vào cái điểm lật Minsky. Thưa Nguyễn Xuân Nghĩa, 30 giây tôi cho hỏi ông một câu chót. Như vậy thì không có điều gì lắng lo về tình hình Biển Đông hay sao? Tôi nghĩ rằng là vẫn phải lo chứ. Là tại vì cái vấn đề của Biển Đông đó nó nằm ở Hà Nội.
cái vấn đề Trung Quốc đó, thì các quốc gia khác từ Nhật Bản đến Ấn Độ hay là Úc hay là Hoa Kỳ thế phải giải quyết vấn đề Trung Quốc mà ngang như vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở Biển Đông của Việt Nam đó, đó là nó xuất phát từ Hà Nội. Không có mà hệ thống lãnh đạo chính trị như hiện nay ở tại Hà Nội thì không thể nào có cái tình trạng mà Bắc Kinh lũng đoạn mà vào đến chỗ đó được. Thành cái vấn đề đó thì tôi nghĩ rằng là nó là vấn đề của chúng ta. Trung Quốc có thể sụp đổ, có thể bị khủng hoảng chia làm 5-7 mảnh, nhưng mà cái vấn đề của chúng ta vẫn phải giải quyết, thì tôi nghĩ rằng là nó nằm ở Hà Nội, nó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình Giờ Dẻo với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa tuần này đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.